Xin kính chào quý vị. Đây là chương trình Thương về quê ngoại do Minh Thúy đảm trách. Kính thưa quý vị, miền Nam Việt Nam xưa nay vốn thường được người ta nhắc nhiều nhất là vùng lúa gạo cốt lõi ở miền đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, chính nhánh chảy ra biển cả. Và nơi đây chính là nhờ lượng đất phù sa tô bồi hàng bao thế kỷ qua mà ngày nay mảnh đất Hà Tiên mới được thành hình. Kính thưa quý vị, trong chương trình Thương về quê ngoại hôm nay thì Minh Thúy xin giới thiệu đến quý vị về Hà Tiên. Tôi nhớ hoài một chiều dừng chân ghé qua thăm miền ước mơ Hà Tiên mến yêu đẹp như xứ thơ xa cách tôi còn nhớ. Hà Tiên là một thị xã nhỏ nằm ở phía tây bắc của tỉnh Kiên Giang, giáp bắc với Campuchia, đường biên giới dài 13.7 km, đông và nam giáp với huyện Kiên Lương, tây giáp với vịnh Thái Lan với đường bờ biển dài 22 km. Thị xã Hà Tiên là một dải đất có vị trí nằm nơi cửa sông, ven biển, có nhiều dạng địa hình như vũng, vịnh, đồng bằng, đồi núi, sông rạch, hang động, hải đảo, vân vân. Thị xã Hà Tiên sầm uất và nên thơ nằm giữa các núi Pháo Đài, Kim Dữ, núi Lăng, Bình Sang, núi Ngũ Hổ và Đông Hồ. Muốn ngắm toàn cảnh Hà Tiên thì không có gì thú vị bằng trèo lên tận đỉnh của núi Tô Châu, là một quả núi nho nhỏ xinh xắn nằm ở phía trước thị xã. Chúng ta có thể đứng ở trên đỉnh để chiêm ngưỡng toàn cảnh Đông Hồ, là một hồ nước có chiều dài khoảng 3 km và rộng khoảng 2 km ngay ở cửa sông Giang Thành. Đông Hồ đẹp nhất vào những đêm gió mát trăng thanh, do đó họ Mạc, tức là Mạc Cửu, mới đặt tên là Đông Hồ Ấn Nguyệt, tức là Đông Hồ in bóng trăng. Nếu từ chợ Hà Tiên mà đi về hướng biên giới khoảng chừng 3 km là Thạch Động, nằm sừng sững ngạo nghễ như một chiến sĩ canh phòng biên giới, hình dáng tương tự như chiếc mũ lông của lính ngự lâm hoàng gia Anh quốc, vừa rộng, vừa đẹp, vừa lạ mắt. Đi thêm khoảng 2 km nữa thì chúng ta sẽ thấy đá dựng. Đây là ngọn núi đá vôi khoảng 83 mét. Đỉnh bằng phẳng, bên trong có nhiều hang động, đầy thạch nhũ óng ánh, trông như ngọc châu, cho nên họ Mạc mới đặt tên là Châu Nham Lạc Lộ. Nếu chúng ta đi dọc theo bờ biển, cách thị xã khoảng 4 km là Mũi Nai, cao khoảng 100 mét, ở trên đỉnh có ngọn hải đăng xây cất từ thế kỷ thứ 19. Từ xa trông vào Mũi Nai nhô ra biển, chẳng khác nào đầu chú Nai đang ngơ ngác nhìn sóng nước. Đẹp nhất và nổi tiếng nhất phải kể đến là Hòn Phụ Tử. Xưa nay là hình ảnh biểu trưng cho non nước Hà Tiên, thơ mộng và quyến rũ. Hòn Phụ Tử gồm hai trụ đá, một cao lớn và một thấp bé, nhô lên từ biển, trông như hình tượng cha con quấn quýt lấy nhau, dầm mưa giải nắng từ bao thế kỷ giữa mặt nước trong xanh. Quê hương hùng vĩ hiên ngang ngắm mặt trung dương, đây bến Tô Châu, hương xanh miền lưu luyến, tôi hướng về Hà Tiên. Dấu tích một thời khai hoang còn in rõ nét trên mảnh đất này qua hình ảnh lăng Mạc Cửu đã được người dân thờ để nhớ công lao mở mang bờ cõi của dòng họ Mạc. Giữa thế kỷ thứ 17, khi Mạc Cửu đến vùng đất này khai phá thì lúc đó vùng đất này rất còn hoang sơ và vắng vẻ. Mạc Cửu hay là Mạc Kính Cửu, sinh năm 1655 và mất năm 1735, là một thương gia người Hoa có công khai phá, hình thành vùng đất Hà Tiên. Hình thành vùng đất Hà Tiên vào khoảng đầu thế kỷ thứ 18 ở Việt Nam. Hà Tiên vào thời Mạc Cửu còn có tên là Mang Khảm hay là Mường Khảm. Người Hoa gọi vùng đất Mang Khảm là Phương Thành, do biến âm từ Pom Thập Hàn của người Miên gọi vùng đất này. Riêng người Việt thì gọi là Hà Tiên, do nói trại từ tiếng Miên, tức là Tà Then, nghĩa là sông Then, tức là sông Giang Thành phát xuất từ Cao Miên, chảy vào vũng Đông Hồ của Hà Tiên. Vì thế, để cho thi vị hóa thị trấn nên thơ này thì người Việt còn cho rằng ngày xưa
tiên nữ thường xuống tắm ở sông Giang Thành nên đặt tên là Hà Tiên. Do việc chạy trốn nhà Thanh thì thương gia Mạc Cửu cùng với hơn 300 tùy tùng gốc người Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu đến tị nạn ở vùng đất này, vốn thuộc lãnh thổ của Cao Miên và biến thành thị trấn Hà Tiên Phồn Thịnh. Qua câu ca dao, thằng Hóa Quảng về Quảng Hóa, bạn hiền ta ở lại Hà Tiên, làm sao rõ đặng căn nguyên, dầu sông dầu biển đi liền tới nơi. Dưới thời Mạc Cửu thì Hà Tiên mang tên Căn Khẩu và vùng Hà Tiên là Căn Khẩu Quốc. Sau khi đuổi quân Xiêm thì chúa Nguyễn đổi thành Hà Tiên Trấn. Mạc Thiên Tứ cai trị trấn Hà Tiên rất thịnh vượng, mở văn đàn làm thơ, phổ nhạc, vịnh phú, lập chiêu anh cát để chiêu nạp nhân tài. Trung dương, đây bến Tô Châu, hương xanh miền lưu luyến, tôi hướng về Hà Tiên. Hà Tiên là miền biên thùy tận cùng ở phía Tây Nam, tuy rằng địa hình không lớn lắm, nhưng được thiên nhiên ưu đãi, có nhiều phong cảnh tươi đẹp và thơ mộng, đã đi vào thơ ca, tiêu biểu là tác phẩm Hà Tiên, Thập Vịnh của Mạc Thiên Tích, mô tả 10 cảnh đẹp của Hà Tiên qua bài thơ. 10 cảnh Hà Tiên rất hữu tình, non non nước nước ngẫm nên sinh, Đông Hồ, Lộc Trĩ, luôn dòng chảy, Nam Phố, Lư Khê, một mạch xanh, Tiêu Tự Giang Thành, chuông trống ỏi, Châu Nham, Kim Dữ, cá chim quanh, Bình Sang Thạch Động là rường cột, sừng sững muôn năm, cũng để dành. Cũng trong thời gian này thì Hà Tiên đã trở thành một thương sản sầm uất. Thời kỳ cha con Mạc Cửu, tức là Mạc Thiên Tứ, từ năm 1706 đến năm 1780 cai quản vùng đất này, đã áp dụng một chính sách tự do, coi trọng thương mại. Mạc Thiên Tứ mở cảng cho tàu buôn nước ngoài buôn bán tự do. Hà Tiên trở thành điểm đến của các đoàn thương thuyền từ bán đảo Mã Lai, các đảo Sumatra, Java, các nước Xiêm, Ấn Độ, Miến Điện, Trung Quốc, từ Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam, v.v. Vào các dịp sinh nhật của Mạc Thiên Tứ, vào ngày 12 tháng Chạp âm lịch, các thuyền buôn được phép vào cảng Hà Tiên miễn thuế. Từ lâu đời thì nghề sáp trắng, tức là bạch lạp, để thắp sáng là một nghề truyền thống ở Hà Tiên, cung cấp cho các nước lân cận như Trung Quốc, Xiêm, Mã Lai, v.v. Ngoài ra đất này còn có nhiều sản vật thương mại. Nhiều sản vật thương mại khác nữa, như huyền phách sản ở trấn Hà Tiên, có khối lượng như đồng, sắt đen, người ta thường dùng nó để tránh được gió độc, được tiện làm thành tràng hạt. Năm 1708 thì Mạc Cửu dâng đất cho chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn dùng hai chữ Hà Tiên để đặt tên cho vùng đất bao gồm toàn tỉnh Kiên Giang và một số vùng lân cận ngày nay. Khi Vua Gia Long lên ngôi thì Hà Tiên được đặt thành trấn của Nam Kỳ, trong trấn có huyện Hà Tiên. Năm 1825, để không trùng tên với trấn thì vua Minh Mạng đổi huyện Hà Tiên thành huyện Hà Châu. Năm 1832 thì vua Minh Mạng lại đổi trấn Hà Tiên thành tỉnh Hà Tiên. Hiện nay thì Hà Tiên không phải là tỉnh lỵ của tỉnh Kiên Giang mà là tỉnh lỵ của thành phố Rạch Giá. Sao xuyên tâm tư người ghé thăm Hà Tiên. Ngày 24 tháng 6 năm 1867, thực dân Pháp đã chiếm Nam Kỳ lục tỉnh và chia tỉnh Hà Tiên thành các hạt tham biện Hà Tiên, Rạch Giá và Bạc Liêu. Từ ngày 1 tháng Giêng năm 1900 thì hạt tham biện Hà Tiên trở thành tỉnh theo Nghị định 20 tháng 12 năm 1899 của Toàn quyền Đông Dương. Ngày 9 tháng 2 năm 1924 thì Hà Tiên lại trở thành một tỉnh độc lập. Ngày 22 tháng 10 năm 1956, Tổng thống Việt Nam Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh 143. Theo sắc lệnh này thì địa phương Nam phần của Việt Nam Cộng Hòa gồm đô thành Sài Gòn và 22 tỉnh. Tỉnh Hà Tiên bị bãi bỏ cùng với 4 quận là Châu Thành, Hòn Chông, Giang Thành, Phú Quốc được sáp nhập vào tỉnh Rạch Giá để thành tỉnh Kiên Giang. Thời Việt Nam Cộng Hòa, Hà Tiên chỉ là một quận của Kiên Giang. Hà Tiên là một xứ đồi mồi nên sản xuất hàng thủ công từ đồi mồi. Ở những vùng núi Tô Châu, sông Giang Thành và Đông Hồ được dân gian ca tụng. Chiều trong về núi Tô Châu, thấy em gánh nước trên đầu dắt trâm.
Trâm đồi mồi, tóc em dắt. Mắt anh nhìn, thương thiệt là thương. Dải dầu một nắng hai sương, tóc em vẫn mượt, mùi hương vẫn còn. Tóc quăng chải lượt đồi mồi, chải đứng chải ngồi, quăng vẫn còn quăng. Gió đẩy gió đưa cho vừa lòng bạn, con sông Giang Thành chỗ cạn chỗ sâu. Thăm em anh phải bắt cầu, lội sông sợ ướt cái đầu hết duyên. Ngoài đặc sản đồi mồi và cá của vùng biển, thì Hà Tiên còn có nhiều nông sản của vùng đất phèn như thơm hay vùng đất cao của rừng núi, như mít, như khoai. Đưa anh ra tới biển hồ. Em mua trái mít, em vồ trái thơm. Anh về nuôi cá thờn bơn, trồng khoai trồng sắn, thay cơm có ngày. Hà Tiên là vùng đất thường bị Xiêm La và Cao Miên quấy phá, cho nên ca dao có câu: Bậu lỡ thời như giặc Hà Tiên, giặc Hà Tiên người ta còn đánh. Bậu lỡ thời như cánh chim bay người ta còn chuộng. Bậu lỡ thời như ruộng bỏ hoang người ta còn cấy. Bậu lỡ thời như giấy trôi sông. Bậu lỡ thời như lưới giăng ngang người ta còn cuốn. Bậu lỡ thời ai muốn bạn đâu. Ngày xưa Hà Tiên là lỵ sở của Hà Tiên Trấn, gồm Hà Tiên, Rạch Giá, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau dưới thời của Chúa Nguyễn, nên rất phồn thịnh. Về sau mất dần vị trí hành chánh, Hà Tiên trở thành tỉnh, rồi sau này thành quận, huyện. Công việc làm ăn trở nên khó khăn, nên dân chúng phải đi nơi khác sinh sống. Cho nên ca dao có câu: Ở Hà Tiên mần ăn không khá, anh về Rạch Giá anh bán cá mòi. Thương nhau không được ngỏ lời, nước trôi thăm thẳm biết đời nào nên. Hà Tiên ơi, đây những bông dừa xanh mát biển. Kính thưa quý vị, Hà Tiên từ lâu đã nổi tiếng với bao nhiêu cảnh đẹp của núi rừng thiên nhiên. Hà Tiên thập cảnh vịnh là món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây. Nhưng tạo hóa không chỉ ban tặng cho Hà Tiên những cảnh vật tươi đẹp, mà còn ban tặng cho người Hà Tiên cách tạo ra các món ăn làm siêu lòng thực khách, như món bánh canh chả ghẹ. Đến Hà Tiên mà nếu quý vị không ăn được bánh canh chả ghẹ mang đậm hương vị biển cả, là quý vị còn thiếu sót. Bánh canh chả ghẹ tại Hà Tiên được làm từ ghẹ tươi, vừa mới đem lên bờ, vẫn còn sống. Gạch rửa thật sạch sẽ, khử tanh bằng rượu, rồi đem lên hấp chín. Vì ghẹ tươi nên không cần gia vị, thịt vẫn ngon và thơm. Ghẹ chín thì gỡ lấy thịt, khi ăn để lên mặt tô bánh canh. Để hấp dẫn cho thực khách thì nhiều quán giữ nguyên con ghẹ, hoặc là cắt đôi mà không gỡ thịt, để tô bánh canh bắt mắt hơn với màu đỏ âu của ghẹ chín. Chả được làm từ thịt cá thu xay nhuyễn, sau đó đem hấp chín và cắt thành miếng. Thưởng thức tô bánh canh chả ghẹ trong ngày mưa, với sợi bánh canh trắng tinh, dai dai, kết hợp với mùi thơm của ghẹ và vị ngon từ chả cá, đã tạo nên một món hấp dẫn mà du khách không thể nào quên. Kỷ niệm khó phai trên bờ mắt ai. Kế đến là món bún kèn. Bún kèn Hà Tiên mang những nét riêng không giống như tô bún kèn ở Châu Đốc. Bún kèn Châu Đốc đa số dùng cá lóc đồng. Bún kèn Hà Tiên được biến chế bằng một số loại cá biển như là cá đưng, cá nhồng, cá rựa và ngon nhất là cá lẹp vàng. Chính vì thế đã tạo nên mùi vị tươi ngon riêng cho món bún kèn Hà Tiên. Bún kèn Hà Tiên đòi hỏi phải trải qua nhiều giai đoạn biến chế phức tạp mà người đầu bếp phải có sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Trước tiên là mua cá về phải làm sạch, cá lớn cắt nguyên khúc, cá nhỏ thì để nguyên con, bỏ da. Sau đó thì bắt nồi lên, xào dầu, xả, ớt, nghệ cho vàng và thật thơm rồi bỏ cá vào. Khi cá sôi thì bắt xuống mới cho nước cốt dừa vào. Nước dùng của bún kèn lại có vị béo béo và thơm ngon đặc biệt bởi khi nấu chúng ta còn cho thêm một ít nước dảo dừa. Bún kèn ăn kèm với các loại rau gồm dưa leo, đu đủ bằm nhuyễn, giá sống, húng cây, rau răm, v.v. Tôm khô giã nhuyễn cho lên mặt đã tạo nên cho bún kèn Hà Tiên mang một vị hương riêng. Kỷ niệm khó phai trên bờ mắt ai. Tiếp theo là món ốc giác. Ốc giác có nhiều từ vùng Nam Cung Đảo đến Vịnh Thái Lan,
nhưng tập trung ở vùng biển Tây Nam. Loài ốc này thường sống theo các vùng đá rạn, chìm khuất ở dưới mặt nước hoặc là vách đá, hang hốc, ngập nước chung quanh chân các hòn đảo. Ốc giác là loài ốc to con, có con hơn 1 kg và phần thịt ốc chiếm hơn 1/2 trọng lượng. Ốc giác được biến chế thành những món khác nhau mà du khách có thể thử qua như món ốc giác xào sả, ốc giác xào rau muống, ốc giác xào me, ốc giác nấu cà ri, cháo ốc giác và đặc biệt là món gỏi ốc giác thơm ngon, giòn tan. Thịt của ốc giác gồm hai phần đều ăn được, phần cùi ốc trắng trong, cứng giòn như mề gà, phần ruột ốc màu nâu nhạt, mềm, vị bùi và béo. Gỏi ốc giác còn có xoài xanh, rau muống, hoa chuối giúp cho du khách có thể lưu giữ 4 mùi vị chua, cay, mặn, ngọt. Và kính thưa quý vị, món đặc biệt của Hà Tiên vẫn là món cá xỉu. Cá xỉu chỉ nghe tên thôi cũng đã dậy lên sự tò mò rồi phải không? Cá xỉu được xem là món ăn độc quyền của Hà Tiên. Bởi vì nghe tên thì thấy lạ, nhưng cá xỉu ở Hà Tiên lại rất dễ dàng tìm thấy. Cá xỉu có hình dạng vừa giống như loài hải sản có hai mảnh vỏ, nhưng lại giống như con côn trùng ở trên cạn. Thịt cá xỉu rất ngon và ngọt, nên thường được muối tươi để dùng ăn dần. Cá xỉu muối có thể dùng ngay với cơm nóng, chỉ giản dị như vậy, nhưng rất được cơm, và quý vị có thể ăn không biết chán. Tuyệt nhất vẫn là gỏi cá xỉu, mà dân du lịch hay được gọi món này là món độc quyền miền sông nước Hà Tiên. Vị thơm ngon độc đáo của gỏi cá xỉu đủ sức chinh phục bất cứ khẩu vị của thực khách nào khó tính nhất. Nhớ thương vơi đầy, nhắn về Hà Tiên, quê hương hùng vĩ. Món hủ tiếu hấp của Hà Tiên cũng không kém phần hấp dẫn. Là món ăn dân dã, thường được bán rong ở lề đường. Không giống những nơi khác, sợi hủ tiếu Hà Tiên dai và mềm, được hấp cách thủy thay vì trụng vào nước sôi. Nước trộn được chế từ cốt dừa thắng sền sệt, béo ngậy. Hủ tiếu hấp ăn với bì trộn thính và thịt heo nạc, sắc sợi, chả giò chiên. Riêng chả giò được làm từ khoai thái chỉ, ướp gia vị và hành tiêu kết hợp với thịt sắc nhỏ. Nhờ đó chả giò có mùi khoai, vị ngọt của thịt và mùi thơm gia vị. Thôn xanh miền lưng liên, tôi hướng về Hà Tiên. Và sau cùng là món gỏi cá trích Hà Tiên, có sức hấp dẫn riêng khiến cho du khách khó lòng cưỡng lại. Người Hà Tiên có cách chế biến gỏi cá trích không giống như nơi nào khác. Người ta thường lấy thịt phi lê của cá trích, ướp với nước cốt chanh hoặc là giấm trong vài phút, rồi bỏ nước ra, sau đó thêm mắm nhĩ, đường, gừng, ớt, hành tây sắc nhỏ, rồi trộn đều. Món này muốn ăn ngon thì phải chọn những cá tươi, giàu dinh dưỡng, thịt thơm. Người ăn sẽ cảm nhận cả mùi thơm nồng của rau cải, kết hợp với vị ngọt của cá, sự béo từ dừa, cũng như các chất chua, cay, nồng nhờ gia vị. Đây bên Tô Châu, thôn xanh miền lưu luyến, tôi hướng về Hà Tiên. Nói tóm lại thì Hà Tiên là một vùng danh lam thắng cảnh của Kiên Giang. Nơi đây không chỉ đẹp về phong cảnh sơn thủy hữu tình, mà còn được biết đến bởi những câu chuyện cổ tích gắn liền với các di tích lịch sử. Hà Tiên là nơi hội tụ nhiều danh lam thắng cảnh, hoang sơ đầy quyến rũ, tiêu biểu nhất của Nam Bộ. Một nơi có vẻ, sắc thái đặc biệt đến mức lạ lùng. Đây là nơi có bãi biển rất đẹp, dưới dòng nước trong xanh và thưởng thức các món ăn đặc sản của miền biển như tôm, cua, ghẹ, hào, ốc, vân vân. Nhìn vào vị trí bản đồ hình cong như chữ S thì mọi người đều thấy con đường biển cả bao la trên quê hương yêu dấu của chúng ta kéo dài xuống tận miền Duyên Hải, dừng chân lại tại dải đất Hà Tiên. Một vùng đất phương Nam trù phú, vườn ruộng cây trái xinh tươi lại còn nổi tiếng có sắc phong thủy hài hòa và những thắng cảnh nên thơ trữ tình, quyện cùng lấy với những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời và huyền ảo. Tôi hướng về Hà Tiên. Kính thưa quý vị
vừa rồi là những điểm nổi bật về Hà Tiên mà Minh Thúy gửi đến quý vị trong chương trình Thương về quê ngoại do Minh Thúy đảm trách. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thank you.